Thưa quý vị, với tấm lòng từ bi của người con Phật hướng về đồng bào hạn mặn, vào sáng nay ngày 1 tháng 5, tức ngày 23 tháng 3 âm lịch, phái đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm đến hai xã Tân Thới và Tân Phú thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang để tặng nước uống cho bà con hạn mặn tại địa phương. Đoàn từ thiện có Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng ban Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó ban Ban trị sự, trưởng Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Viện chủ Ni viện Tịnh Nghiêm, cùng quý Phật tử và mạnh thường quân. Tại đây, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến bà con tại địa phương. Ni trưởng thông tin đến bà con, đây là lần thứ hai hạn mặn kéo dài sau 4 năm kể từ năm 2020, làm ảnh hưởng rất nhiều đến với đời sống sản xuất và sinh hoạt của bà con ở các tỉnh miền Tây. Thì hôm nay đến thăm bà con, trước hết là xin được thăm hỏi sức khỏe của bà con và gia đình. Mong rằng chúng ta sẽ qua được cái hạn mặn này, rồi chúng ta có trở lại một cuộc sống bình thường trong cái lao động, trong cái sản xuất, trong cái sinh hoạt đời thường của gia đình. Mọi việc đều sẽ tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn. Cho tới năm 2020 thì chúng ta cũng bị hạn mặn, thì chúng tôi cũng đến cùng với mạnh thường quân để trao những cái bồn chứa rất là lớn để đem nước về chứa cho bà con có sự tiện dụng. Cho tới năm nay á, thì cái tình hình mà nước sinh hoạt á, thì chúng tôi thấy tương đối nó cũng đủ, mình thấy nhiều chiếc xe bồn để người ta chở nước sinh hoạt tới, tôi rất là yên tâm. Thì tôi lại khởi một cái ý niệm rằng thôi bây giờ mình làm nước uống đi. Thì tôi lại đặt nước uống của những cái nhà máy nước tinh khiết á. Thì để cho tới hôm nay á, là đến đây khoảng 4-5 ngàn suất, mỗi một suất vậy đó, cho một hộ là 2 bình. Thì như vậy nó thỏa lòng một phần nào trong cái mà cảm được cái sự khó khăn của bà con. Những cái giọt nước nghĩa tình để mà giải quyết cho cái hạn mặn là đang có cái điều kiện để mà vượt qua cái sự khó khăn này. Thì do đó mà không phải riêng gì cái xã Tân Thới này mà nói chung là cả cái huyện Tân Phú Đông nó đều bị ảnh hưởng trong cái việc mà hạn mặn năm nay. Thì nghĩ rằng được cái sự tài trợ của các vị mạnh thường quân để làm cho cái cuộc sống của người dân cái cơ cực trong giai đoạn này nó sẽ cố gắng vượt qua. Mặn là xài nhín ăn, tôi giặt miếng nước ngọt có xà bông vô rồi xả nước mặn, rồi vô múc miếng nước ngọt vô lần xả đồ cho em bé đi học. Chứ mấy nó mặn chắc nó đứt chạch rồi nhỏ tắm nó ngứa như xả vậy đó. Là vậy đó, nó khó khăn vậy đó, xài mình xài nhín cái hồ nhà nước cho mà hỏi chứ 4-5 mạng mà làm sao xài đủ. Cầu mong chư thiên chư Phật gia hộ sớm có mưa để ổn định lại kinh tế cho bà con địa phương nói riêng, các tỉnh miền Tây Nam Bộ nói chung. Trong thời điểm hạn hán kéo dài như hiện nay, nguồn nước đang thiếu hụt trầm trọng, nhưng với tấm lòng từ bi của người con Phật từ khắp nơi hướng về bà con nơi đây, mong rằng sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân nữa cùng chung tay góp sức chia sẻ đến bà con. Đại diện chính quyền địa phương ghi nhận và tri ân đến đoàn đã quan tâm đến người dân nơi đây. Cầu mong quý vị luôn được dồi dào sức khỏe, thành tựu các công tác Phật sự. Trong chuyến tặng nước lần này, đoàn đã trao 1.000 thùng nước uống tinh khiết cho 500 hộ dân ở xã Tân Thới và xã Tân Phú, mỗi thùng 30 lít nước cho người dân. Thì ở đây năm nay thì thấy trời nắng nóng, nước mặn không có nước uống, với hạn khô rồi như nước mặn không có nước xài, như nước sinh hoạt cũng thiếu, cũng phải đi xin. Thì như giặt giũ nấu ăn đâu cũng phải đi chạy đi lại mấy chỗ có nước để mình xin về sinh hoạt, chứ không có nước. Ở đây thì mấy thầy mấy cô tới đây cũng cứu trợ cho nước, thì dân ở đây cũng mừng, cũng cảm ơn mấy thầy mấy cô cứu trợ cho nước uống với nước xài, cũng cảm ơn mấy thầy mấy cô rất nhiều. Nguồn nước ở đây thì giờ là bà con thì đây cũng ai cũng đều hụt nước, tại vì cái nước công trình này không có đủ tải, bà con cũng thiếu thốn, cái nước mặn hơi dài, mùa hạn nó hơi nóng.
cảm nhận được cái sự khó khăn của bà con vùng hạn mặn. Cho nên chúng tôi tới lui đây hổng neo rất là nhiều lần. Nhưng mà ở những cái huyện gần biển, Đông Phú Tân, đêm nay trở về đây thì thăm bà con và trao tặng cho mỗi vị là 2 bình nước. Để đây là nước uống, nước này là nước tinh khiết, cho vì không có mua được cái bình xanh, cho nên tôi phải đặt hàng bằng cái thùng này và đưa lên công ty nước, để công ty nước tinh khiết đó, người ta mới vô nước cho mình và người ta có niềm nghĩ cái hãng của người ta. Thì nước này bà con dùng để uống đó là tốt, rồi sau đó thì có cái can tùy nghi sử dụng. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực của Phật giáo tỉnh nhà nhằm giúp người dân địa phương khắc phục khó khăn về nước sinh hoạt, ổn định sản xuất và đời sống, đồng hành cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng ổn định hơn.